Nhiều bạn đã biết ông từ chương trình Rawan Sunday School nơi mà mỗi tuần ông ấy chia sẻ cách làm sao bạn có thể cấu trúc lại việc kinh doanh và được trang bị thêm hệ thống tư duy dành cho người thắng cuộc. Và ông ấy là một phần của đội ngũ One là một trong những chuyên gia mạng máy tính trong ngành công nghiệp với vốn kiến thức to lớn và chuyên môn cao, với tư cách là một nhà lãnh đạo kinh doanh, một tác giả và còn là một diễn giả đem đến động lực. Và ngay bây giờ, Tôi sẽ ngồi xuống và cùng trò chuyện với ông về việc chuyển đổi lãnh đạo và những thành phần chính trong việc phát phát triển bản thân. Chào mừng Ngài. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Rất cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi. Tôi nghĩ là rất thú vị khi chúng tôi nói về việc phát triển bản thân, bởi vì việc tìm kiếm một nhà lãnh đạo ngày nay thật sự rất thay đổi. Giống như Ngài biết về việc lãnh đạo mọi người trở thành những thành viên, để ủy quyền cho họ, để có thể bước lên trở thành một nhà lãnh đạo. Và vấn đề tôi muốn hỏi Ngài là tại sao việc phát triển bản thân lại quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh? Well, Đơn giản là vì không có cách khác. Um, đây đã trở thành đam mê của tôi kể từ ngày mà tôi phát hiện ra được từ người hướng dẫn rằng bạn thực sự có thể tự vẽ ra cuộc đời của chính mình. Và ông ấy đã có câu nói rằng nghĩ là để tạo ra. Cho nên là nếu bạn đã có suy nghĩ một ít ngày hôm nay thì bạn là một người sáng tạo rồi. Và tôi nghĩ đó thật tuyệt vời khi mà tôi khám phá ra những thứ mà khoa học, khoa học có ngày nay đã chỉ ra được rằng chúng ta có sắp xỉ 60.000 suy nghĩ trong một ngày. Chúng ta chỉ có một suy nghĩ tại một thời điểm nhất định và cô biết rằng là việc phát triển bản thân thì cô được nghe rằng phải suy nghĩ tích cực, đó là một khởi đầu tốt. Nhưng ý của tôi rằng là cô sẽ không tích cực lên nếu cô vẫn suy hệ thống suy nghĩ của riêng cô. Vậy nếu cô có 60.000 suy nghĩ và chỉ có duy nhất ở một thời điểm, thì thật là ngu ngốc khi cô có một suy nghĩ tiêu cực, đó là mấu chốt để bắt đầu đại loại vậy. Vậy Ngài sẽ nói như thế nào về cách tốt nhất để điều hướng những thứ xung quanh về việc phát triển bản thân? Ai đã chỉ Ngài và Ngài làm thế nào để lan tỏa cảm hứng giống như Ngài biết về việc bắt đầu với công việc phát triển bản thân? Dân, tôi nghĩ rằng thật sự quan trọng để nhận ra rằng tự chính bản thân chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Nó dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, bạn sẽ phải sẵn sàng để thay đổi. Bạn sẽ sẵn sàng để làm công việc nặng nhọc và thêm vào những công việc khác như đọc, lắng nghe, và kể cả suy nghĩ về việc kiểm soát bản thân thông qua kỷ luật và trở lại tôi nghĩ cô biết rằng là khi mà khoa học nói với chúng ta rằng là chúng ta có 60.000 suy nghĩ một ngày thì đó giống như là một sự thiết lập vì thế cho nên bạn của ngày hôm nay không gì khác tất cả những suy nghĩ đã tổng hợp lại ngày cho đến ngày hôm nay nếu cô muốn thay đổi thì phải thay đổi cách mà cô nghĩ và chúng ta có một tâm trí có ý thức và một số thì không một người nói trong bộ sách hay của họ rằng bạn không là gì khác ngoài những gì mà bạn đã nghĩ trong cả một ngày dài điều đó có nghĩa rằng là một số tâm trí có ý thức của tôi sẽ nhặt nó lên khi mà tôi có một sự lặp lại hoặc là sự tham gia của cảm xúc cho nên tâm trí có ý thức là cái cách mà chúng ta đã đọc cả ngày chúng ta đọc từng con người thì điều đó là một sự kiện tuyệt vời và mọi người sẽ thổ lộ qua giọng điệu thật của họ để cho vào tâm trí có ý thức đó và nó sẽ đi vào và trở thành một bức tranh. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái cảm biến giống như là ngửi, nếm và tất cả mọi thứ thì nó sẽ chuyển thành một bức tranh trong tâm trí và nếu chúng ta lặp đi lặp lại bức tranh đó hoặc là sự tham gia của cảm xúc thì nó sẽ trở lại thành một dạng giống như là ổ cứng. Đó là tiềm thức của chúng ta và nếu bạn muốn biết 95% tất cả các quyết định mà bạn đưa ra trong một ngày. Đó là tất cả những gì chúng ta cần tin vào trực giác của mình hơn nữa khi nhìn vào bất cứ điều gì. Từ góc độ kinh doanh, những đặc điểm chính là gì? Bởi vì rất nhiều sự phát triển cá nhân là để hiểu chính mình. Anh phải có khả năng kết nối với chính mình để có thể dẫn dắt người khác. Những gì anh sẽ nói là sự tương quan giữa việc thành công trong kinh doanh và thực sự đã đi vào con đường phát triển cá nhân đó và những gì anh có thể đưa ra ba chiến lược để làm tốt. Quay trở lại với thiết lập vàng cũ mà bạn biết rằng chúng ta sẽ có những giấc mơ. Bởi vì những giấc mơ cho chúng ta động lực để để làm điều gì đó tiến về phía trước nhưng khi chúng ta có ước mơ đó hãy lập một kế hoạch để thực hiện kế hoạch đó và không còn cách nào khác những người họ có xu hướng nói rằng bạn biết nhìn anh ấy anh ấy đã gặp may mắn May mắn hay không còn phụ thuộc vào cách bạn tận dụng may mắn đó như thế nào, bởi vì bạn đưa ra lựa chọn và một số người tìm ra cách khó khăn và một số người tìm ra cách dễ dàng, nhưng tất cả chúng ta phải bắt tay vào thực hiện. Đó cũng là nhận thức về suy nghĩ của anh, đó là nhiều lần chúng ta có khởi đầu tốt nhưng chúng ta không thực sự nhận thức được cả hai có và không. Bởi vì tôi nghĩ khi bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn có thể đọc được điều gì đó tích cực và nếu bạn làm điều đó nhiều lần bạn đọc một chủ đề nào đó vài lần lúc đó tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận nó bởi vì bạn lặp lại nó nếu bạn có một cảm xúc liên quan như bạn đặt ra các mục tiêu bạn có một số mục tiêu thực sự mang lại cho bạn năng lượng và tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận nó vì vậy đó là sự lặp đi lặp lại nhưng đó là về hành động, và đó là bằng cách đưa ra bản thân và nguyên tắc khuôn khổ. Vì hầu hết, mọi người không muốn làm điều này. Tất nhiên, vì đó là công việc khó khăn. Nhưng tôi nghĩ đó là khi tôi nói chuyện với một người bạn, và anh ấy cũng đã thắng rất nhiều về chiến lược của Rawan, khía cạnh của giáo dục quan trọng đến mức tôi tôn trọng họ, cũng như đó là nơi bạn đang làm với trường chủ nhật có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về thành phần giáo dục để thúc đẩy cách tiếp cận thành công trong kinh doanh và kinh doanh như các thành viên của One Anh thấy được không? Vâng, hãy hiểu nó theo cách này. Mọi người đều muốn giàu có hoặc có nhiều tiền hơn. Bạn không nghĩ mọi người đều muốn có một nơi tốt hơn để sống hay bạn biết làm gì đó nhiều hơn? và sau đó họ bắt đầu và suy nghĩ cũ bắt đầu và nói với họ bạn không thể làm điều này vì bạn quá nhỏ bạn quá nhỏ bé hoặc tất cả những điều nghĩ rằng phải biến mất đó là lý do tại sao bạn nói với mọi người nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó bạn phải thay đổi và đó là về sự lặp đi lặp lại nó thực sự làm điều đó mỗi ngày bởi vì bạn biết rằng chúng ta chỉ có 24 tiếng một ngày chúng ta không thể quay lại ngày hôm qua và thay đổi một cái gì đó và ngày mai thì vẫn chưa đến tuy nhiên đó là 24 tiếng khi bạn thức dậy vào buổi sáng vì vậy người cố vấn của tôi anh ấy đã nói với tôi rằng bạn phải có một kế hoạch thành công khi bạn thức dậy vào buổi sáng nếu bạn không lên được một kế hoạch cho chính mình thành công sẽ không đến với bạn vậy việc xác định ngày của ông sẽ giống như là ông xác định được những gì ông phải làm giống như là ông hình dung ra được ông phải làm gì à giống như bạn phải lên kế hoạch những việc phải làm để khi bạn thức dậy vào buổi sáng bạn đã biết được điều này tôi phải làm điều này và bạn viết nó ra bạn biết và điều đó biến thành thói quen bạn bắt đầu viết ra và đó cũng là điều thứ hai bạn sẽ nhận ra bởi vì tiềm thức của bạn đồng hành với bạn. Bây giờ bạn nhận ra tiềm thức bắt đầu liên quan đến những gì bạn đang làm. Ngoài việc phát triển cá nhân và thực sự có kế hoạch cho ngày làm việc của anh và sắp xếp thực hiện kế hoạch đó để làm gì khác, vậy để sắp xếp những gì anh muốn truyền đạt cho các thành viên của Rao Quan, một trong những chiến lược trở thành doanh nhân kiên cường vào thời điểm này hàng ngày, cũng bởi vì nó mang lại rất nhiều điều. Đó có nghĩa là rất nhiều nỗ lực nhưng cũng có rất nhiều phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực đó. Dân, mọi người sẽ không thay đổi cho đến khi buộc phải thay đổi. Có rất nhiều, có rất nhiều điều phải dây quanh bạn với những người thành công. Tất nhiên bạn biết những người suy nghĩ tích cực như bạn thường nói và cũng nhận ra rằng cần có thời gian. Thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, bởi vì không có gì xảy ra trong một đêm và bạn phải tiếp tục học và khi bạn có kế hoạch bạn theo sát kế hoạch của bạn bạn biết bạn biết là tập trung nhưng hầu hết là những điều nhỏ nhặt mà bạn nhận ra rằng khi chúng ta sinh ra bạn biết chúng ta được sinh ra từ nhiều người mẹ khác nhau có thể nói rằng sẽ là một kẻ thua cuộc nếu bạn gán cho rằng anh ta ở đây và một người khác xuất hiện nói ồ oh, anh ta là người thành công thành công là điều mà tất cả chúng ta đều có cùng cơ hội trong cuộc sống để đạt được chúng ta không có cùng xuất phát điểm nhưng chúng ta có những khả năng giống nhau với chính mình và cố gắng hoàn thiện mỗi ngày một chút vậy định nghĩa cá nhân của anh về thành công là gì thành công đối với anh như thế nào nó được định nghĩa trong cuộc sống của anh như thế nào quan điểm này tùy vào mỗi cá nhân nhưng thành công chính là bạn trở nên tốt hơn bạn ngày hôm qua. Và đừng so sánh bản thân với người khác, bởi vì bạn chỉ có thể so sánh với chính mình. Cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Kiên trì theo đuổi một mục tiêu đến cùng. Thực hiện quá ước mơ. Thực hiện quá ước mơ. Một điều nữa tôi muốn hỏi anh. Điều gì là tốt nhất với việc trở thành một thành viên của Rawan? tôi nghĩ bởi vì bạn có trong tay cả hai thế giới mà bạn biết ở đây những người sáng lập đã tạo ra hệ thống của nó điều gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người trên khắp thế giới và chúng tôi đã đưa ra một số nền giáo dục lỗi thời bởi vì đó không phải là kinh doanh tiếp thị trực tuyến bạn có biết được những điều tốt nhất của cả hai thế giới bạn có thể kiếm tiền bạn có thể tự giáo dục mình bạn có thể là một thành viên của nhóm và phát triển như một cá thể bình thường. Tự giáo dục mình, anh có thể là một thành viên của một nhóm và phát triển như một cá thể bình thường. Cảm ơn rất nhiều.